TV, nơi chia sẻ về cuộc sống tốt đẹp. Đăng Khoa Food, bữa cơm gia đình đậm đà yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đăng Khoa xin chia sẻ cho quý vị và các bạn một vài món ăn của bữa cơm gia đình. Và các món ăn như sau. Thứ nhất đó là cá thu kho tiêu. Món thứ hai đó là món canh cá chù nấu mặn. Món thứ ba đó là rau rừng xào tỏi và bầu luộc. Đầu tiên Đăng Khoa xin chia sẻ cách chế biến món cá thu kho tiêu. Ở phần sơ chế thì để tiết kiệm thời gian thì Đăng Khoa sẽ không chia sẻ cái phần sơ chế. Đầu tiên chúng ta bắt nồi cho lửa. Khi mà nồi nóng thì chúng ta cho một muỗng canh dầu vào. Sau khi dầu nóng thì chúng ta cho hai muỗng đường vào ở trong nồi để chúng ta làm nước màu. Chúng ta chú ý quan sát là khi dầu nóng và đường bắt đầu cháy và đổi màu. Chúng ta đã thấy là đường bắt đầu cháy và chuyển sang màu cánh gián. Và đường bắt đầu cháy ra thì chúng ta cho hành củ, đầu hành củ đã đập dập, chúng ta vào phi thơm. Chúng ta phi thơm hành củ, chúng ta đảo qua vài lần. Và khi mà hành củ bốc mùi thơm thì chúng ta bắt đầu là cho thịt heo đã ướp trước đó, chúng ta cho vào xào sơ cho thịt heo nó săn lại. Phần thịt heo này thì Khoa chỉ mới cho một ít mì chính với lại một ít muối vào ướp sơ. Rồi sau khi thịt heo săn thì chúng ta tắt bếp và chúng ta cho nước vào, bởi vì phòng cái phần đường nó cháy. Đó, chúng ta thấy cái màu cánh gián rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào. Khi nước nóng thì chúng ta cho cá vào. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cho gia vị. Gia vị ở nồi cá kho này thì chúng ta lưu ý chúng ta cho 2-3 muỗng cà phê bột ngọt. Lúc nãy chúng ta cho 2 muỗng đường rồi, bây giờ chúng ta cho 1/2 muỗng muối. Và chúng ta cho thêm 1 muỗng đường. Một muỗng canh nước mắm. Sau đó chúng ta đảo để cho các gia vị nó tan vào trong nước. Và chúng ta bật bếp đợi cho nước sôi. Các bạn thấy nước bắt đầu sôi. Chúng ta cho tiêu vào cho mùi cá nó thơm. Thank you.
rồi cá bắt đầu sôi to, thì chúng ta chú ý đảo cá để cho cá nó thấm đều hai mặt. Và khi cá chín thì chúng ta bắt đầu giảm nhỏ lửa dần và để cho nồi cá kho lửa riu riu và sôi nhẹ. Chúng ta thấy là nồi cá kho của chúng ta đang cạn dần và nước gia vị đã rút vào trong miếng cá và cá cũng chuyển màu cánh gián rất là đẹp. Và đây là sản phẩm nồi cá thu kho tiêu đã xong. Chúng ta tiến hành tắt bếp và bày ra dĩa. Món tiếp theo đó là món bầu luộc, thì đơn giản thôi. Chúng ta bắt nước lên bếp và cho một ít muối vào. Chờ nước sôi thì chúng ta thả bầu vào. Rồi, nước bắt đầu sôi thì chúng ta quan sát. Đợi sôi khoảng 4 phút. Sau đó chúng ta nhấc bếp và vớt bầu ra. Đối với món bầu luộc thì rất là đơn giản, chỉ có vậy. Và các bạn lưu ý là chúng ta không bỏ cái nước bầu đi, bởi vì nước bầu rất là ngọt. Chúng ta tận dụng và nấu canh luôn. Và món tiếp theo đó là món canh cá chù nấu mặn. Thì chúng ta tận dụng cái nồi nước luộc bầu lúc nãy, chúng ta đun sôi, sau đó cho 3 lát cá chù vào. Sau khi cho 3 lát cá chù vào thì chúng ta cho một ít đường và một ít tiêu. Nồi cá cũng đã sôi và cá đã chín. Chúng ta tiến hành đem nếm. Chúng ta cho 1/3 muỗng muối, 2 muỗng bột ngọt, 'Bởi vì là nóng mặn nên là chúng ta có thể cho thêm một tí nước mắm để cho nó dậy mùi thơm. Ở cái món này thì vị hơi mặn mặn và mùi cay nồng của tiêu sẽ rất là ngon. Ăn với cơm nóng cũng ngon và ăn với bún cũng ngon. Sau đó chúng ta tắt bếp và chúng ta cho phần hành lá vào, cho một ít tiêu vào. Rồi chúng ta chuyển qua món tiếp theo. Món ăn kế tiếp của bữa cơm gia đình ngày hôm nay đó là món rau rừng xào tỏi. Nguyên liệu gồm có rau rừng và tỏi băm. Cách làm thì cũng không có gì là khó. Chúng ta bắt chảo lên bếp và chờ cho nóng thì chúng ta cho dầu ăn vào. Chúng ta chú ý là cho khoảng 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng canh màu dầu ăn. Sau khi dầu nóng thì chúng ta cho một nửa phần tỏi đã băm vào phi thơm. Sau khi phi thơm phần tỏi băm, chúng ta cho rau vào. Và sau đó chúng ta đảo đều cho phần rau nó chín tới. Chú ý chúng ta xào ở lửa lớn.
Sau khi rau đã chín tới, chúng ta cho một muỗng mì chín và 1/4 muỗng cà phê muối, một ít tiêu. Sau đó chúng ta cho phần tỏi băm còn thừa, chúng ta cho vào luôn. Và sau đó chúng ta đảo đều cho đến khi rau chín. Chúng ta chỉ đảo nhanh tay để rau chín thì chúng ta tắt bếp. Rồi như vậy là nồi rau rừng xào tỏi cũng đã xong. Và đây là thành quả của bữa cơm gia đình với 4 món ăn khác nhau. Hy vọng là phần chia sẻ này sẽ giúp ích cho một số bạn trẻ ít có thời gian nghiên cứu, hoặc là các em nhỏ chưa từng vào bếp thì có thể có cơ hội để nắm bắt được những cái kinh nghiệm của Đăng Khoa, giúp cho bữa ăn gia đình của chúng ta càng ngày càng thêm đậm đà. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của Đăng Khoa nhé.